Xin chào các bạn. Trong video cập nhật diễn biến chiến sự sáng nay, chúng ta đã đến với những thông tin về việc Ukraine mở một cuộc tấn công cực lớn ở hướng Robotyne về bảo vệ bằng lực lượng thiết giáp cơ giới mạnh mẽ. Nhưng theo những tin tức đầu tiên cho biết, quân Ukraine đã thành công tiến công được khá sâu vào phần phía nam khu vực phần đầu cầu này và họ có khả năng đã thành công nửa bao vây được khu vực Robotyne từ phía đông. Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm cho biết, ở mặt trận Zaporizhia, làn sóng phản công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Đối phương đã điều động lực lượng tối đa để chọc thủng hàng phòng ngự của chúng tôi theo hướng Orekhov. Dạng sáng nay, lực lượng Ukraine đã xông vào các vị trí của chúng tôi ở gần Rabotino. Theo quan chức này, Ukraine sử dụng ít nhất 100 xe bọc thép nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga ở Orekhov. Và đó là số lượng kỷ lục trong một cuộc tấn công của Ukraine cho đến nay. Yevgeny Balitsky, quyền thống đốc Zaporizhia cũng cho biết, tình hình ở Rabotino, Novodanilovka và Novopokrovka leo thang. Đối phương tìm cách chọc thủng phòng tuyến của chúng ta từ 4 giờ, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các đơn vị của chúng ta và hứng tổn thất nặng nề. Các tin tức từ chiến trường sau đó, chúng ta biết rằng đó thực ra là một cuộc phục kích được thực hiện bởi phía quân đội Nga, khi các đơn vị phòng ngự tại đây đã chủ động rút lui khi gặp sức tấn công lớn từ Ukraine. Nhưng khi quân Ukraine tiến đủ sâu vào vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, thì họ đã bị tập kích dữ dội. Kết quả là quân Nga đã dụ Ukraine vào phục kích và khi Ukraine tiến sâu vào phía đông Robotyne, thiệt hại của lực lượng tấn công Ukraine là rất lớn. Ít nhất, số lượng của một tiểu đoàn xe bọc thép hoặc hơn. Trong đó, có cả những chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông tin trận đánh như sau. Từ sáng ngày 26 tháng 7, đối phương nối lại các hoạt động tấn công dồn dập ở khu vực Orekhov. Ba tiểu đoàn với sự yểm trợ của xe tăng đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Tất cả các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đều bị đẩy lùi bởi các hành động dũng cảm và chuyên nghiệp của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 810 và Trung đoàn Súng trường Cơ giới 71 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới 42. Các vị trí vẫn được giữ vững. Trong trận giao tranh này, Nga đã phá hủy 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 binh sĩ Ukraine. Ông Konashenkov cho biết cụ thể. Cập nhật mới nhất từ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhiv đến sáng nay, ngày 27 tháng 7, cho biết tại Robotyne, cường độ của các trận chiến đã giảm đi một chút. Lực lượng Nga đã đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công lớn của hai lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 và số 116 của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga có mặt ở mặt trận Zaporizhia báo cáo về việc bắt giữ tù binh của hai lữ đoàn 33 và 116 Ukraine. Sự xuất hiện của các đơn vị thuộc quân đoàn 10 xác nhận thực tế rằng các lực lượng dự bị dự định đột phá Tốc Bắc đã chính thức tham chiến. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Song Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng quân đội nước này đang tiến công dần dần ở phía nam. Ở miền nam, lực lượng Ukraine tiến công theo hướng các thành phố Melitopol và Berdyansk nằm bên bờ biển Azov. Nhưng mặc dù phương Tây liên tục viện trợ quân sự, nhưng Ukraine thừa nhận vẫn bị Nga áp đảo về hỏa lực pháo binh, xe tăng và cả nguồn nhân lực. Thế nhưng rõ ràng Kiev vẫn đang cố gắng tấn công. Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Lầu Năm Góc hôm 26 tháng 7 cho biết, gần 2 tháng sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công chống lại các lực lượng Nga, Kiev đã bắt đầu tung đòn tấn công chính của chiến dịch này bằng cách triển khai hàng nghìn binh sĩ trong lực lượng dự bị. Các nguồn tin tiết lộ với New York Times rằng các quan chức Ukraine đã nói với các quan chức Mỹ rằng lực lượng Ukraine được tăng cường sẽ nỗ lực tiến về phía nam qua các bãi mìn và các công sự khác của Nga về phía thành phố Tokmak và nếu thành công sẽ tiến về Melitopol gần bờ biển. Theo các nguồn tin từ Mỹ, nhiều binh sĩ Ukraine được triển khai trong đợt phản công lần này từng là các đồng minh phương Tây của Ukraine huấn luyện và trang bị khí tài. New York Times cũng trích dẫn các cuộc phỏng vấn hôm 26 tháng 7 với các binh sĩ Ukraine, những người tuyên bố liên tục đẩy lùi quân đội Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công của lực lượng Ukraine diễn ra với tốc độ tăng dần và không có đột phá lớn. Lực lượng Ukraine đã bị các bãi mìn cản trở và một số người nói rằng trở ngại lớn nhất là gian hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích của Nga. New York Times lý giải. Tờ báo Mỹ cũng thừa nhận rất ít hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch trong cuộc phản công của Kiev. Và đợt tấn công tăng thiết giáp kỷ lục mới đây của Ukraine đã tiếp tục thất bại tại hướng tấn công then chốt của Ukraine, mặt trận Nam Orekhiv. Theo tất cả các nguồn tin, lực lượng Ukraine đã mất đi hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm, thậm chí đã tới con số hàng nghìn các thiết bị quân sự hạng nặng kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu vào đầu tháng 6 tại khu vực này. Và đây là nơi chôn xác rất nhiều các xe tăng Leopard 2 của Đức và thiết giáp Bradley Mỹ, cùng với loạt khí tài danh tiếng khác đến từ phương Tây. Cảm ơn các bạn đã đón xem video.
Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.